tài, điểm mặt gọi tên, ba con giáp không cầu mà được, tiền ùa vào túi trong 49 ngày tới. Rất vui mừng lại được gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, sách tử vi chỉ rõ trong 49 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có công danh viên mãn, tài lộc vượng phát, giàu lên chóng mặt. Vậy thì đấy là những con giáp nào và vì sao mà những con giáp này lại may mắn đến như vậy? Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với những con giáp may mắn này. Thứ nhất đấy là tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ là người rất trọng nghĩa khí, luôn tri ân, báo đáp người đã giúp đỡ mình. Do đó con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống. Thời gian 49 ngày tới thì tài vận của người tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc. Nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ. Thời gian tới, phúc khí của người tuổi Tỵ vô cùng dồi dào, tài lộc rộng mở nên con giáp này không còn phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra thì những cái cơ hội thuận lợi trong công việc cũng liên tiếp đến với người tuổi Hợi, giúp cho con giáp này có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Và thứ hai, đấy là người tuổi Hợi. Trời sinh, Hợi là con giáp may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi, chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì. Thế nhưng chính vì dễ dàng có được những cái gì mà mình muốn, Hợi không biết trân trọng, nảy sinh tâm lý ý lại. Họ vô tình tạo cái điều kiện để tiểu nhân nhòm ngó, phá hoại mà không hề hay biết. Chờ đến khi nhận ra bộ mặt thật của những kẻ tưởng chừng chân thành với mình thì Hợi đã hao tốn tiền của, khổ tận cam lai. Sau khi đã nghiêm túc làm việc, nỗ lực không ngừng, Hợi sẽ lại có tiền ùa vào nhà, sự nghiệp hanh thông. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Ngọ. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 thì người tuổi Ngọ gặp phải khá nhiều điều không may mắn. Họ bị người mình tin tưởng hãm hại, lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay, gánh thêm món nợ cực lớn. Nếu là người khác thì đã tuyệt vọng đến mức buông xuôi, nhưng Ngọ lại không như thế. Con giáp bản lĩnh này nhanh chóng vực dậy tinh thần, lên kế hoạch để lấy lại những gì đã mất. Nhờ thông minh, tài năng và khả năng sáng tạo của mình, Ngọ đã thuận lợi khẳng định vị thế của mình trốn thương trường. 49 ngày tới, thần tài rót lộc vào nhà nên Ngọ sẽ nằm trên đống vàng, giàu sau một đêm. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp không cầu mà được, tiền ùa vào túi trong 49 ngày tới. Theo sách tử vi đã chỉ rõ rằng là trong 49 ngày tới này thì những con giáp may mắn này sẽ có công danh viên mãn, tài lộc vượng phát, giàu lên chóng mặt. Và chúng ta cũng biết được rằng đó là những con giáp nào và chúng ta có nằm trong số những con giáp này hay không. Tuy nhiên thì những cái thông tin này cũng mang cái tính chất là tham khảo, chiêm nghiệm. Không phải ai sinh ra may mắn, giàu có, công thành, danh toại cũng chỉ nhờ vào cái bản mệnh của mình. Cái quá trình nỗ lực, phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được con giáp này có thành công được hay không. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được rất nhiều những cái kiến thức bổ ích trong việc là chủ động đón lành tránh dữ trong cuộc sống. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Ngay sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.